Hello các bạn, video này mình sẽ dành toàn bộ thời gian để nói về cuốn sách này How to Win Friends and Influence People, được chia thành 3 phần. Thứ nhất nói về tác giả, thứ hai nói về lời bình của mình, và thứ ba là lời kết. Bắt đầu nhá. Dale Carnegie sinh năm 1888, mất năm 1955. Ông là một nhà văn, một nhà thuyết trình người Mỹ. Ông là một người bán hàng, bán những khóa học liên quan đến phát triển bản thân, liên quan đến nghệ thuật giao tiếp, nghệ thuật bán hàng. Ông sinh ra trong một gia đình khá là nghèo khó, làm nông, và ông đã phải cố gắng làm những công việc nhỏ lẻ, buôn bán, chạy vạy, phải đổi cả họ của mình sang họ của một người nổi tiếng, Carnegie. Sau khi đó thì ông đã rút ra rất nhiều kinh nghiệm sống của mình, những kinh nghiệm giao tiếp, và đúc kết thành một quyển sách như thế này và xuất bản nó vào năm 1933. Tại sao mình lại nói những cái thông tin đằng sau này? Bởi vì những thông tin đằng sau này sẽ rất quan trọng để khi các bạn đọc cuốn sách này, các bạn hiểu vì sao ông lại lấy những cái ví dụ như thế mà không phải ví dụ khác nhá. Thì cái này mình sẽ nói sau. Thế nhưng mà đặc biệt là trong cuốn sách này, ông lấy rất nhiều những ví dụ liên quan đến việc là khóa học của tôi bán được như thế này. Có những học viên của tôi sau khi học xong thì đã ứng dụng như thế này, thế này. Thì các bạn đã thấy ngay những quan điểm sale ở ngay trong đó rồi. Nó rất là thú vị nhá. Đấy là những cái phần nói về tác giả. Ok, mình sẽ đi về nội dung chính cuốn sách. Sau đây là một số điểm nổi bật của cuốn sách mà mình muốn nói. Thứ nhất, đó là cái tên của nó, Đắc Nhân Tâm. Thì mình không thích cái tên này, mình cũng nói thẳng luôn. Bởi vì mình không biết lý do vì sao, đây chỉ là cảm nghĩ cá nhân của mình thôi. Thế nhưng mà sau khi mình đọc thì mình biết Đắc Nhân Tâm nghĩa là được lòng người. Và nếu mà dịch thuần Việt từ cái tên tiếng Anh của nó sang ấy, thì được lòng thì có thể là cách được lòng người. Ví dụ như thế đi. Thì có khi là mình đã lôi cuốn sách này ra đọc từ lâu rồi. Và nói thế thì không nói là cái tên tiếng Anh của nó hay, tên tiếng Anh của nó cũng rất là dở nhá, mình nói thẳng luôn. Cái chữ win này nó rất là tiêu cực nhá, nó rất là cực đoan. Mà nhưng mà thôi, quay trở lại vấn đề thì ông là một người bán hàng mà, ông là một người đi bán các khóa học, dạy giao tiếp mà, thế nên là ông rất là muốn bán được nhiều hàng càng tốt. Vậy nên là người ta rất là muốn có được có được cái niềm tin, có được bạn bè, có được càng nhiều mối quan hệ càng tốt. Vậy nên là người ta dùng cái từ win friends này cũng đúng vào cái thời điểm đó thôi. Nên là mình cũng không phản nàn vấn đề đó. Tiếp theo, nội dung cuốn sách. Thì cuốn sách này đưa cho các bạn 30 cái cách mà theo từ của ông dùng nó là nguyên tắc. 30 cái nguyên tắc trong giao tiếp, làm thế nào để các bạn có được lòng người. Thì nếu mà mình nói được tóm gọn này trong cuốn sách này trong một câu ấy, thì nó nghĩa là bạn có thể thay đổi người đối diện trong câu chuyện của bạn bằng việc thay đổi chính bản thân bạn. Đây là một cái câu rất hay nhá, và nó là một cái ý nghĩa rất là hay rút ra từ quyển sách này. Thì mình nghĩ gì sau khi đọc? Thì sau khi đọc cuốn sách này thì mình có 5 suy nghĩ sau đây. Thứ nhất ấy, thì những cái đột phá trong cái thời điểm mà ông viết cuốn sách này, đặc biệt là ông cũng đã có rất nhiều lần tái bản, chỉnh sửa, đưa thêm những cái ví dụ nó đương thời hơn. Thế nhưng mà dù gì thì gì, rất nhiều những cái nguyên tắc được ghi ở trong này bây giờ nó đã trở thành common sense. Nó như kiểu là nó đã trở thành những cái gì mà các bạn tự động các bạn đã biết rồi và rút ra được cho chính bản thân các bạn rồi. Mình nghĩ ở thời điểm hiện tại chúng ta có nhiều những cái nguyên tắc giao tiếp nó thú vị hơn và nó phức tạp hơn với cái thời điểm ông viết quyển sách này hơn rất là nhiều. Bởi vì cách chúng ta giao tiếp bây giờ nó rất là khác ngày xưa. Những cái liên quan đến chính trị, tôn giáo bây giờ nó cực đoan hơn. Xong rồi là bây giờ chúng ta còn giao tiếp qua mạng là chủ yếu. Cách giao tiếp qua mạng nó cũng khác, viết email nó cũng khác cái thời điểm ngày xưa viết thư, đúng không? Vậy nên là mình nghĩ nếu mà ông còn sống thời điểm bây giờ thì quyển sách này ông sẽ sửa đổi rất là nhiều và nó còn hay hơn nữa cơ. Thì nói như thế thì không phải là mình phỉ báng hay là cái gì là những cái nguyên tắc ông viết trong này, mà mình vẫn đánh giá rất là cao cái việc mà ông viết được từng này cái nguyên tắc trong giao tiếp. 30 nguyên tắc trong giao tiếp để viết được ra ấy, thì người đó phải cực kỳ là phải nhìn nhận một cách cực kỳ thấu đáo cách mà họ giao tiếp người khác thì có thể viết được thành 30 cái nguyên tắc như thế này. Đấy là điều đầu tiên mình nghĩ. Điểm thứ hai là tất cả những cái nguyên tắc ông nói trong này ấy, thì mình cũng nói thật là mình đã biết hết rồi. Và mình nghĩ các bạn, hầu hết các bạn là cũng có thể như vậy. Bởi vì như mình nói lúc nãy, cuộc sống bây giờ của chúng ta, cách chúng ta giao tiếp bây giờ nó phức tạp hơn. Mà chúng ta học được rất nhiều từ bố mẹ, từ cuộc sống, từ xã hội, từ mạng xã hội. Bây giờ chúng ta cũng học được rất nhiều cách giao tiếp rồi. Thế nên là những cái gì ông viết trong này nó không còn là quá mới nữa. Thế nhưng mà nó là một cách khá hay khi mà mình nhìn lại cuốn sách này, khi mình đọc nó ấy, thì mình coi như là mình nhìn lại được một lượt tất cả những cái nguyên tắc gì mình giao tiếp trong cuộc sống, và mình bất chợt nhận ra là thực sự là mình đã phải vận dụng quá nhiều nguyên tắc vào trong cuộc sống để có thể có được cái ngày hôm nay. Đấy là một cái điều mình hơi choáng một chút khi mình đọc cuốn sách này, nó lại quá nhiều nguyên tắc như vậy. Điểm thứ ba, nhiều nguyên tắc trong cuốn sách này nó cực kỳ thâm sâu, cực kỳ sâu sắc, rất hay cho các bạn. Nhưng mà ngược lại thì có một số nguyên tắc mình thấy nó mang tính mánh khóe nhiều hơn, nó mang tính thao túng người khác nhiều hơn. Mà cách ông viết cuốn sách này, những nguyên tắc đó nó cũng mang tính thao túng luôn.
Và cuốn sách này có một điểm rất là hay nhá, đó là khi mình đọc các nhận xét về cuốn sách này, nó ra hẳn về hai cực luôn. Một phần, một chiều thì người ta nói là cuốn sách này nó quá là thao túng, nghĩa là giống như kiểu là chúng ta đang cố gắng chiếm trọn được cảm tình của người khác bằng bằng mánh khóe này mánh khóe kia ấy, thì nó thực sự là không nên, là chúng ta không nên đọc cuốn sách này. Trong khi đó thì có một tập người khác thì nói là cuốn sách này thực sự là nó mang tính thay đổi, nó mang tính thời đại, và nói chung nó thay đổi hoàn toàn cuộc sống của những người như vậy. Đấy là một cái mình cảm thấy nó rất là thú vị khi mà mình cầm cuốn sách này lên. Điểm thứ tư, một số nguyên tắc thực sự nó bị chồng chéo lên nhau, nó bị lặp. Thế nên là nói là 30 nguyên tắc thôi, chứ thực ra là một số nguyên tắc mình thấy nó có thể rút ngắn lại được. Và cuối cùng mình thấy đó là những cái ví dụ được viết trong cuốn sách này nó rất là hời hợt, nó rất là sáo rỗng. Một số ví dụ nhá, một số ví dụ nó rất là sáo rỗng. Bởi vì mình nghĩ là khi một tác giả người ta viết ra một cuốn sách ấy, thì người ta rất cố gắng làm thế nào để mang tính khách quan nhất có thể, để cuốn sách của họ nó thú vị nhất. Thế nhưng mà mình thấy đối với Carnegie thì ông đưa ra rất nhiều ví dụ về Tổng thống Abraham Lincoln của Mỹ, và đấy là thần tượng của ông mà, thần tượng của Dale Carnegie. Thế nên ông lấy rất nhiều ví dụ về về Lincoln. Mình không nói là những ví dụ về Lincoln nó chán, nhưng mà nó khiến cho một người đọc, người ta cứ đọc đi đọc lại ví dụ về một người ấy, nó không mang tính khách quan và khái quát. Nên là mình coi như đấy là một điểm trừ. Một cái nữa là những cái ví dụ khác của ông ấy nó cực kỳ bề nổi. Mình có thể lấy rất nhiều ví dụ, nhưng mà một ví dụ mình vừa mới dở quyển sách này ra hôm trước mình thấy luôn. Đó là có một anh ấy học xong cái khóa học về giao tiếp của ông ấy, thì anh ấy ngay lập tức vận dụng cái nguyên tắc giao tiếp đó, đó là khen người khác. Và anh gặp người cô họ hàng xa xôi của anh, và anh khen căn nhà của cô là: cô ơi, căn nhà của cô đẹp quá, bây giờ cháu thấy người ta không còn thiết kế được những căn nhà đẹp như căn nhà của cô nữa. Thì người cô lúc đó, ngay lập tức lúc đó thì cảm thấy rất là xúc động, xong nói là không một ai khen căn nhà của cô từ xưa đến nay cả, và kết chuyện đó là cô cho luôn anh này cái xe ô tô. Mình thấy là cái ví dụ đấy nó không phải là nó tệ, nhưng mà nó khiến cho người đọc có một cảm giác là à, hóa ra là học cái nguyên tắc này để sau này mình cố đạt được những cái này cái kia, mình đạt được cái ô tô, mình đạt được cái này cái kia, lúc đấy mới gọi là thành công. Thế nên là mình không thích nhiều ví dụ ông lấy trong cuốn sách này. Nhưng gì thì cuốn sách này vẫn mang lại rất nhiều những cái bài học thú vị cho cuộc sống. Và sau đây sẽ là 5 nguyên tắc mà mình nghĩ chúng ta nên áp dụng vào giao tiếp của chúng ta hàng ngày. Đầu tiên, đó là hãy trở thành một người biết lắng nghe. Trong tiếng Anh nó gọi là be a good listener ấy. Và hãy thực sự quan tâm đến người đối diện, người đang nói cái gì. Đây là một điều không hề đơn giản nhá. Nghe thì rất đơn giản nhưng không hề đơn giản. Hầu như xung quanh chúng ta là những người nói giỏi nhưng không phải nghe giỏi đâu. Mình sẽ nói thêm vào đằng sau. Thứ hai, hãy nhớ tên của người khác. Tên của một người ấy, nó là một cái thứ gì đấy nó rất là thiêng liêng với họ nhá. Mình cũng sẽ nói sau. Thứ ba, hãy tránh tối đa xung đột. Đừng để cho xung đột xảy ra khi chúng ta giao tiếp với người khác. Cách tốt nhất để giải quyết một xung đột đó là đừng để cho xung đột đó xảy ra. Thứ tư, hãy tôn trọng người khác. Hãy giữ thể diện cho người khác. Đây là một cái cũng rất khó, bởi vì đặc biệt như chúng ta sinh ra xã hội Việt Nam, xã hội nói chung là mang một tầng lớp phong kiến một chút. Có thứ bậc ngay trong việc giao tiếp với người khác, đã có cô dì chú bác, đã có anh có em, đã có tạo ra cái thứ bậc trong đó rồi. Vậy nên là thường thì những người ở tầm tuổi lớn hơn hay coi những người tầm tuổi nhỏ hơn nó là kiểu nhãi danh, và thường là họ sẽ không giữ thể diện cho người khác và không tôn trọng của người thấp hơn. Thì mình nghĩ ở thời điểm hiện tại thì các bạn trẻ bây giờ các bạn đã được tiếp xúc với những nền văn hóa nó tốt hơn, và các bạn cũng học được những bài học rồi. Vậy nên là bây giờ mình thấy thì cái việc đó nó ít hơn thời điểm ngày xưa, nhưng không phải là không có nhá. Và cuối cùng, đó là hãy đặt mình vào vị trí của người khác. Đây là cái mình nghĩ là quan trọng nhất, và nó không chỉ giúp cho các bạn trong giao tiếp đâu, giúp cho các bạn trong cuộc sống nữa cơ. Nếu mà chúng ta biết đặt mình vào vị trí của người đó, người đang nói chuyện với chính bản thân mình. Tại sao mình nghĩ đây là 5 nguyên tắc tốt nhất và quan trọng nhất? Bởi vì mình thấy là con người ấy, thực sự thì họ không quan tâm đến người đối diện đâu. Và mình thấy đây là cái mà ông viết trong này rất nhiều. Ông nói đi nói lại cái điều đó và mình thấy nó đúng. Con người trong một cuộc hội thoại thường không quan tâm đến người đối diện, họ chỉ quan tâm đến chính bản thân họ thôi. Tại sao mình lại nghĩ đây là 5 nguyên tắc quan trọng trong giao tiếp? Thì có một điểm mình rất là đồng tình với Carnegie trong cái quan sát của ông về cách mà con người hành xử với nhau. Và ông nói là con người chỉ biết nghĩ đến bản thân họ, họ cũng quan tâm đến người đối diện trong một cuộc hội thoại như thế nào. Ví dụ như có một hội thoại nó rất là đơn giản thôi, như kiểu là con chị dạo này nó học lười lắm em ạ, xong rồi đưa cho quyển sách thì mãi chả học, về nhà thì toàn thấy ăn thôi, xong rồi mò lên giường luôn. Thế rồi bên kia sẽ ngay lập tức: con em cũng thế á, con em trời ơi, con em dạo này á, nó cứ chị em mua toàn những cái loại thuốc bổ cho nó mà nó cũng chả chịu uống á. Thứ nghe nó rất là bình thường thôi đúng không, nhưng mà những cuộc hội thoại là diễn ra hàng ngày xung quanh chúng ta,
Mà có một điểm chung cho những cuộc hội thoại đấy, đó là họ không quan tâm, họ không care đến người đối diện đang nói cái gì cả. Họ sẽ ngay lập tức đem mình ra để so sánh, xem trong cuộc sống của xung quanh mình đang có những cái gì để có thể so sánh với người đối diện, và xem là ai hơn ai kém. Họ chỉ nghĩ về họ thôi. Thì đó là một cái lý do vì sao mà mình rất là khuyên các bạn nên trở thành một good listener. Đối với mình thì mình nghĩ ai cũng sẽ có một cái điểm thú vị gì đó để cho mình có thể học hỏi được từ họ. Không có một người nào là một con người nhạt nhẽo hoàn toàn cả. Vậy nên khi mà mình đã dành thời gian ra để ngồi nói chuyện với một người nào đó thì mình sẽ dành hết tập trung cho họ, không để cho một cuộc nói chuyện nó cứ bị hời hợt, nó không sâu. Đấy là cái mà mình luôn cố gắng đạt được, và nó cũng không hề khó gì cả nếu mà mình thực sự quan tâm đến người đối diện và dành thời gian ra cho họ. Vậy nên là rất nhiều người khi mà nói chuyện với mình xong, nếu mà họ cần sự lời khuyên thì mình sẽ dành cho họ lời khuyên, còn họ chỉ cần một người biết lắng nghe thì mình sẽ ngồi lắng nghe họ. Vậy nên là rất nhiều người nói chuyện với mình xong thì họ đều nói là nói chuyện với mình rất là sung sướng, và nó không phải kiểu như kiểu là rất là thích, nhưng không phải là kiểu là gì tao đột một thì mày phải đột hai vào mặt đi, nhưng kiểu là tao thắng là mày mày nghĩ mày thắng tao được sao, cái thứ kiểu như thế. Nó sẽ rất là hiếm. Tất nhiên là cũng sẽ có những cái trường hợp ngược lại, mình không tự nguyện muốn ngồi với người đối diện nhưng mình vẫn phải ngồi, bởi vì sao? Vì công việc ép buộc, vì gia đình, vì xã hội, vì văn hóa. Giống kiểu Tết ý, chúng ta chắc chắn sẽ có những cuộc hội thoại mà chúng ta không muốn ngồi nói chuyện với người đối diện, đúng không? Chúng ta vẫn phải ngồi. Thì sao? Thì mình nghĩ quan điểm của mình là đừng để cho cuộc hội thoại này diễn ra một cách thành một cuộc tranh cãi là được thôi. Diễn ra một cách êm tẹp, êm dịu, không tạo thành, không để là cuối cuộc hội thoại ta có thêm một đối thủ nữa, chỉ cần một người bạn thôi là được. Đấy, thế chứ không dừng ở cái mức là đối thủ hay là ganh ghét nhau. Thế là ổn rồi. Đấy là cách mình nghĩ. Vậy ai nên đọc cuốn sách này thì mình nghĩ là ai đọc thì cũng đều ok hết. Nếu mà là các bạn trẻ thì có thể các bạn sẽ thu lại được nhiều bài học giá trị hơn cho cuộc sống các bạn so với một người trung niên. Tuy nhiên là có hai điều ở phần kết luận này mình nghĩ là cực kỳ quan trọng mình phải nói ra. Điều đầu tiên đó là đọc cuốn sách này các bạn nên áp dụng vào cuộc sống với một sự chân thành. Bởi nếu mà các bạn thực sự không quan tâm đến người đối diện ấy, không chân thành trong lời nói ấy, mà các bạn áp dụng những cái gì đang 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 nói trong cuốn sách này thì nó sẽ là mang tính thao túng người khác. Và điểm thứ hai là một điểm cực kỳ quan trọng khác, đó là một tình bạn thực sự được xây dựng trên nền tảng đó là sự quan tâm lẫn nhau, sự tôn trọng lẫn nhau và có chiều sâu. Và khi hai bạn đã thực sự yêu quý nhau và dành thời gian ra cho nhau rồi ấy, thì những nguyên tắc được đưa ra trong cuốn sách này bạn không cần phải quan tâm đến nó, không cần phải nhớ một nguyên tắc nào trong đầu khi áp dụng. Và khi nói chuyện với một người mà bạn thực sự yêu quý, lúc đó thì bất cứ một cuộc hội thoại nào cũng đều là một cuộc hội thoại hay và mang lại giá trị cho các bạn thôi. If you wanna be interesting, be interested. Đây là một câu mà mình rất là tâm đắc. Mình không biết là trong cuốn sách này hay là từ một ai đó nói. Dịch sang tiếng Việt nghĩa là nếu bạn muốn là một người thú vị thì hãy quan tâm đến người khác trước. Ok, đấy là những bình luận của mình về cuốn How to Win Friends and Influence People. Nếu mà các bạn muốn xem những nội dung tương tự thì hãy like và subscribe kênh YouTube của mình nhé. Cảm ơn các bạn và bye bye.